Ok, chúng ta tới bài số 58. Thì sau bài số 57, chắc các bạn đã giác ngộ ra khi mà làm những cái vật liệu kim loại mà cái bề mặt của nó không có cái tính reflection, nghĩa là không có cao quang xuất hiện. Bề mặt rất là xù xì, thô ráp, đơn giản chỉ có mỗi cái kênh diffuse, nghĩa là cái màu khuếch tán của vật thể với một chút băm. Và cái yếu tố tiên quyết để làm ra cái vật liệu trồng cho nó giống với thực tế đó là các bạn sẽ phải lựa những cái texture làm cái kênh diffuse thật là tốt Ảnh có cái chất lượng thật là cao Thì khi render ra nó mới đầy đủ chi tiết và đẹp được Nếu các bạn lựa những cái ảnh có chất lượng thấp Khi mà render ra đảm bảo không bao giờ đẹp được Và chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái texture cho nó đúng với bối cảnh Ví dụ các bạn muốn diễn những cái đối tượng có cái vật liệu nó rất là cũ kỹ như này Mà các bạn lại đi lựa những cái texture không tới mức như vậy nó vẫn còn mới mới hoặc cái bề mặt còn nó nhạt nhòa trông không đâu vào đâu người xem sẽ cảm giác rất là khó chịu và đặt nhiều câu hỏi về cái hình ảnh render cuối cùng các bạn ok thì ở đây tôi sẽ thể hiện luôn cái nồi sắt này đây cũng là một trong những cái vật liệu kim loại cũ bề mặt của nó thì thôi rồi cực kỳ là thô ráp cũng chỉ có thuần một cái kênh diffuse và cái kênh băm chấm hết trong cái bộ metal texture tôi có gửi kèm các bạn ở đây tôi ngắm sơ qua thấy có rất là nhiều những cái texture có thể xài được luôn ví dụ cái này này ảnh này chất lượng cũng tương đối nhưng mà tôi sẽ phải làm cho cái ảnh này cái kích thước nó lớn hơn nữa hay là đây đó những cái ảnh như này thì gần như là không có xài chỉ để phụ họa cho một số những trường hợp cụ thể tôi sẽ can chọn gì thêm một lớp crop cảnh thôi. cho nó 6 tấm luôn Thêm một layer mới Clone xem All layer các bạn đều biết là cái kỹ năng mà chế texture nó rất là quan trọng Nên là Photoshop các bạn phải thật là cứng Ok Ctrl Shift E filter other offset tôi sẽ kiểm tra cái tính lặp lại của cái tấm này và để tránh những cái vết lặp lại lặp lại chúng ta có thể sử dụng kết hợp thêm cho nó một cái texture kiểu như này phủ lên trên cái bề mặt đấy vào cái bộ dot texture tôi sẽ lấy cho nó một cái ảnh đèn trắng chơi cái này luôn tạo lấy mask Ctrl A, Ctrl C Ctrl V Ok Cho cái màu nó tối đi một chút nữa thì các bạn có thể khớp ngay trong Photoshop hoặc là save cảnh ra sau này chúng ta sẽ sử dụng cái map Corona Color Correct copy luôn quăng cái ảnh mới chế vào gì cho nó tối đi chút đến cái khúc này ấy, nhìn cái vật liệu của chúng ta nó vẫn chưa được thật lắm lý do là cái ảnh này nó thực tế hơn thực tế hơn là cái cách mà nó bố trí vật liệu các bạn có thể thấy cái phần đít này nó hơi tối hơi sậm lại lý do là lửa nó nung nấu rồi nó sẽ hàn gì cái chỗ đó làm cho cái chỗ này nó cũ hơn nó thay đổi cái tông màu so với những cái khu vực phía trên đây là nó mới thật, còn của chúng ta nó đều đều, chỗ nào cũng giống nhau Tất nhiên rằng đây là cái nồi, còn cái Vật thể chúng ta nó không phải dùng để nấu nướng Các bạn hoàn toàn có thể làm cho nó trông thật hơn bằng cách sử dụng thêm cái map Corona AO Để nó xuất hiện những cái vết dơ khe kẽ ở những cái phần góc cạnh này Thì nhìn nó sẽ dễ chịu hơn Nên do đó đây tôi sẽ Sử dụng thêm cho nó một cái vật liệu nữa Đó là Corona Leumetallur Tất nhiên rồi, cái này tôi sẽ kéo một base layer Chọn toàn bộ Giữ ship, copy xuống Cái này chúng ta sẽ sử dụng trên cái layer 1 Bởi vì nó là cái phần giờ khe kẽ này là tôi muốn cái tông màu nó khác đi một chút Nếu các bạn muốn Lấy cái tông màu cho nó giống giống cái phần Đít nồi này Quay lại shop Để cái opacity này Cho lên maximum luôn Đó chỉ cần cho nó khác biệt đi một chút là được càng cho nó xếp e. nó ra đặt tên là Dutch thì với cái vật liệu phía trên các bạn sẽ cần sử dụng thêm cho nó một cái kính băm nữa tôi sẽ giữ ship copy xuống dưới này có thể sử dụng thông qua Corona Bump Converter. Bump đang hơi nhiều, 0.2. tất nhiên rồi, cái map này tôi sẽ làm cho nó sắc nét lên, 0.01. đổi cái tông màu này cho nó sang sắc đỏ một chút để nó giống những cái vết han gì có sắt hơn tăng độ bão hòa lên ok ngon rồi cái này mà render chế độ cao nét căng luôn rồi tôi sẽ ném cái này vào đây l 1 và tất nhiên chúng ta sẽ cần một cái map corona ao trên cái mask một Tất nhiên rồi, tôi sẽ phải swap hai cái màu này. Đứng ở vật liệu Corona Layer. Gán cho nó. Color Split Tôi sẽ sử dụng cái màu trơn. Đỏ này sang cái màu xanh Test trước. Max Distance tôi sẽ để 10 tôi sẽ sử dụng cho nó một cái texture một cái map đất trên cái distance này dùng đất texture ném cho nó cảnh này sâu lên hơi ít tôi sẽ kiếm cho nó cái map trắng nhiều hơn một chút nữa lấy cái này luôn ok rồi, calculate from outside. Ở dưới cũng không có gì để chỉnh hết. Color spread tăng lên maximum luôn. Tôi sẽ ném cái này vào cái base color này. Thì cái màu này hiện tại nó hơi nhạt nhòa so với cái texture trên cái vật liệu base material. Các bạn có thể giảm cái này cho nó tối đi. Đó, trồng cho nó cũ kỹ hơn để cái mắc piston này cho nó lên 30 đi đó cho nó hơi đen đen thôi các bạn có thể tăng cái băm của cái vật liệu bầy này lên thêm chút nữa bởi vì nếu mà nó nhẵn ấy, bề mặt nó phẳng nhẵn thì nó sẽ có xu hướng reflection nghĩa là nó phản chiếu tốt hơn chắc chắn rồi tất cả những vật liệu trong tự nhiên cứ nhẵn phẳng là nó sẽ phản chiếu tốt 0.4 xem nào Ok, buổi nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Buổi hôm sau chúng ta sẽ chuyển qua cái phần vật liệu kim loại cũ nhưng mà bề mặt của nó vẫn khẽ có một chút rau nít. Nghĩa là vẫn xuất hiện những cái cao quang hay là ảnh của nguồn sáng trên cái bề mặt vật thể. Các bạn có thể để setting cái bài này, này cho nó cao lên một chút, ví dụ để tầm khoảng 2 ngàn 2 đi Cái này chúng ta có 1 ngàn mà Cho nó kích vào render này Để cái hình ảnh của chúng ta nó có cái chất lượng tốt nhất Cảm nhận nó Và đừng quên để cho cái hình ảnh của chúng ta nó sắc nét hơn Các bạn sẽ sang cái mục Post này. Ở đây nó có mục là sharpening Blurring Chắc các bạn vẫn nhớ cái này đúng không làm cái hình ảnh của chúng ta nó sắc nét hơn hoặc là các bạn có thể vào photoshop cũng được cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi tới cuối video